buổi chiều ngày thứ nhất. Sau bữa cơm đầu tiên, hai cặp đôi Huy Ánh và Long Nhớ thảnh thơi chìm vào giấc ngủ trưa mà không hề biết rằng sóng gió đang đến với cặp đôi Tùng và Phương Anh. Không còn cách nào khác, Tùng đành đưa Phương Anh về Bình Dương để xin phép gia đình với hy vọng mẹ Phương Anh có thể đổi ý. À, sợ rồi. Em khỏi phải mua, đến mua cho. Mua gì ở rồi. Đây chỗ nào mới mua gì? Anh Long ơi, tụi em mua nhà. Chuẩn bị cưới giờ sẽ mua. Có nhà xong mua mới cưới giờ. Không? Không ở chung. Không ở chung với gia đình riêng. Tại vì anh xác định ở Sài Gòn. Anh có phải là một người hay ghen không? Chỉ ghen mà khi mà lòng tin nó không còn. Lòng tin nó còn thì mọi thứ đều ok hết. Chỉ cần ví dụ như hôm nay anh đi nhậu đi, tối nay đi nhậu với bạn, nói với nhau một tiếng thôi đó, tôn trọng nhau như thế thôi. Ví dụ em nói anh tiếng là bây giờ tối nay em đi quay, tối nay em đi làm mẫu. Nếu ok thì anh sắp xếp qua chở em về, xong anh chở em về, hoặc là nếu mà anh chở em đi rồi tới đó ta tiện đường thôi. Chứ không phải là ngồi chầu chật canh rình em hay đi ngoài đó, không có rảnh, anh không có lớn rồi rảnh đâu mà làm ba chuyện đó. Anh có một câu rất tâm đắc mà câu này và nói thật là câu này là của người yêu cũ truyền cho anh nhớ. Hãy lo cho bản thân anh tốt đi rồi anh mới lo cho em. Hãy lo cho bản thân anh tốt đi rồi anh mới lo cho em. Nói câu đó. Ví dụ như mình thân mình lo cho xong mà suốt ngày muốn lo này lo kia cho người ta. Không kể chuyện xưa anh quên hết rồi. Anh quên hết rồi. Thì chắc anh sẽ ngồi lì nha em. Sẽ có cách tiếp cận với ba em mà. Không. Mẹ em hả? Khó hả? Không phải nào mà mẹ em. Ủa? Không nhất thiết phải. Không nhất thiết anh sẽ vào. Có cách làm ba mẹ em ra rồi. Có đâu, mơ đi. Mơ hả? Ba mẹ em đã không là không à. Phải nói sao ta, cũng là gọi là trường hợp này khó. Nếu mà nó đơn giản như vậy em đâu cần xin. Nói chung gặp nhau là một cái duyên rồi thì tự nhiên ta đang vui vẻ mà có một sự cố đến thì cảm thấy nó hơi hụt hẫng tí. Nhưng mà mong mọi thứ nó sẵn sẽ. Mình vẫn còn cơ hội mà, mình chưa làm hết. Chưa làm hết thì mình chưa biết kết quả. Mình cứ cố gắng hết khả năng đi. Còn đến lúc mà mình làm hết khả năng mà kết quả như không như mong muốn á thì lúc đó là mình không có còn gì tiếc nuối nữa. Thôi, cố lên em. Có cần vô không? Thôi để em nói đi. Chờ tin tốt thì em. Bye bye. Nhớ để quay ra nha. Cũng rất là lo lắng và cũng có một chút hồi hộp. Tùng thì mong là bạn ấy sẽ ra và cầm vali theo để tiếp tục đồng hành với Tùng. Nhưng mà mình lên luôn sẵn sàng tâm lý vào tình huống xấu nhất. Thì mong chờ câu trả lời từ bạn ấy thôi. Tại vì giờ mình Tùng cũng đang khá là gọi là một xíu là gọi là sốc á. Thì thôi phải tùy cơ ứng biến thôi, cuộc sống mà. Tuy trong thời gian ngắn ngủi nhưng mà ra Tùng cũng có một chút cảm xúc cảm mến bạn ấy. Bạn ấy rất là thẳng tính và dễ thương. Nếu có cơ hội thì mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Xin lỗi anh, không thể được rồi, gia đình em không cho. Tiếc quá.
rất là xin lỗi mọi người, xin lỗi chương trình vì em không thể nào tiếp tục tham gia với ekip được, rất là buồn luôn. Xin lỗi mọi người rất nhiều. Nếu như mà ở trên chương trình em với anh chưa có cơ hội để có thể nói chuyện và tiếp xúc nhiều hơn thì có thể nhau ngoài đời có thể để nói chuyện nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn. Nãy trên xe nói nhiều bây giờ nói gì hết vậy? Thì chắc là sẽ hẹn em một buổi cà phê ngồi nào đó, anh sẽ qua đưa em đi. Vậy là Phương Anh vì lý do gia đình đã buộc phải chia tay chương trình và Tùng, người bạn cùng phòng mới ở chung được nửa ngày. Quả là một ngày khó khăn lẫn đẫn với Tùng, chờ mãi mới được gặp bạn cùng phòng. Thế nhưng duyên phận thật biết trêu ngươi, vừa gặp đã phải chia ly. Giờ anh chàng lại tiếp tục cô đơn, trở về với căn phòng trống vắng. Tùng nghĩ mấy ngày sắp tới Tùng sẽ thu gọn mình ở trong căn phòng đó. Và chuyện đi tới nó tới thôi. Lúc trưa thì có nói ăn chung với những bạn nữ khác thì Tùng cũng có quan sát mấy bạn ấy, nhưng mà không có bạn nữ nào ấn tượng bằng Phương Anh. Trong khi đó ở nhà, hai cặp đôi đang chuẩn bị cho bữa tiệc tối gặp mặt giữa các cặp đôi. Các cô gái đều ăn mặc thật đẹp và ánh đã thực sự khiến cho Huy có chút ngẩn ngơ. À, qua gấp thêm đi, muốn ăn gì gấp thêm. Đi xuống cho em cái nhân phẩm nha. Hỏi đi nhé. Hỏi gì trời thì có gì hỏi câu để trả lời thật hay không thật. Ba điều thật hay không thật hả? Kinh nghiệm. Một điều thôi, hỏi đi. Tết thôi mà, hỏi đi. Vậy hỏi tôi anh Long có gì hỏi đó. Đâu không, bây giờ hỏi là tình yêu, tình cảm. Nói gì nói. Thích. Em có thấy bạn nữ này xinh không? Ừ, có thấy bạn này xinh không? Xinh. Rồi bấm. Ồ, dễ thương, dễ quá vậy. Chắn ô tu là xinh rồi. Em từng cắm sừng mấy người rồi. Em từng cắm sừng mấy người rồi. Em chưa từng cắm sừng ai. Rồi bấm đi. Ghê hả? Trung hả, trung hả? Đó, nãy ngày đỏ rồi nha. Có đau cái gì không? Không, không có gì. Ồ, không có gì hả? Ồ. Tới chị đi. Đây. Đây. Thấy em thương dữ lắm rồi đó. Rồi. À, hỏi câu gì đi, mọi người hỏi câu gì đi. Con nào đáng yêu xíu nha. Đáng yêu xíu rồi hả? Hỏi sao ta? Yêu sao? Nếu mà ví dụ mà có người yêu thì có bao giờ mà đã đánh người yêu chưa? Chưa. Chưa hả? Đánh kiểu đánh giỡn hay là đánh cả lộn? Đánh thiệt, đánh bạo lực á. Chưa, chửi còn chưa nữa. Chưa chửi người yêu đúng không? Chưa chửi người yêu đúng không? Vâng. Trời ơi. Nó sợ quá. Hồi hộp quá. Chết rồi, chết anh tôi rồi. Chịu hỏi gì? Em có từng bắt cá hai tay một lúc? Chưa. Chưa hả? Chưa. Chắc chắn. Ủa? Dừng. Ủa hả? Dừng hả? Rồi xong luôn. Hay chưa? Ủa? Thiệt rồi. Hay chưa? Không có, không thề. Cái này xong. Là... Máy này hư rồi. Máy này bây giờ rồi thử lại lần nữa. Nhất qua tăng. Đó, bây giờ mình uống trước đi. Mình thấy ly để em cho. Bây giờ mình vô một cái đi. Vô. Cheese. Cheese. Gia đình ở Cam Ninh. Cái loại bia này nó mới quá ha anh Long. Ừ. Lần đầu tiên uống bia này. Sao mà nó dễ uống. Bia nó dễ quá không? Dạ. Tại vì nồng độ cồn nó cũng thấp, nó không có nhiều. 4 năm là cao á. Cao à. Cao hơn những loại bia phổ thông như cũng dễ uống. Tại sao dễ uống? Rồi. Rồi mình uống một cái là được rồi, mình xíu mình ăn mình tiếp. Đâu, bây giờ tới chuyện phụ nữ đi chứ đúng không? Không, bạn này còn một câu hỏi nè. À, lâu còn. Hỏi gì? Hỏi gì nè? Anh đã từng hôn trai chưa? Anh đã từng hôn trai chưa? À, chưa. Hôn môi. Chưa. Hôn má.
má anh từng hôn ba anh rồi. Không, trừ ba anh ra. Trừ ba anh ra. Nghĩa là trừ gia đình đúng không? Trừ gia đình mình ra. Con trai hôn má hả? Chưa. Chưa đúng không? Ừ. Mà anh gái có chưa bao giờ? Mười rồi, thấy chưa? Có bao giờ mà đang có người yêu nhưng mà say nắng và chia tay người yêu để quen người đó không? Ờ đúng, đúng. Đã có đúng. Có rồi hả? Ok, bấm nha. Thôi là có hả? Không, không giật đâu. Bưng rồi. Bưng rồi. Đó. Rồi còn Hoàng thì chưa biết thôi. Ủa, Hoàng với Thanh đó. Rồi chưa biết. Có này phải xoáy Thanh mới được. Cái chị là chị phải không? Ok, sao kìa. Em nghĩ Hoàng với lại Thanh làm nghề gì á? Không, nhưng mà không nhận khó thì. Hả? Khó thì. Ví dụ như Hoàng sao? Cũng khó. Nhưng mà cả người nói chuyện á, ví dụ như mà thì anh nghĩ là ngân hàng cũng làm băng, còn không đó là làm sale. Lỡ bất động sản thì điều kiện em nói thiệt nha, em làm cái nghề này 5 năm rồi đó mà không chưa thấy một ai mà sale mình lấy mà lỡ có sale á, ít nói. Em nghĩ là ngân hàng đó. Không, đụng chị thì Hoàng mới nói chứ. Có rồi. Với lại nghề nghiệp mới nói chứ. Đụng chị với ai bất động sản cũng 1.000 người là có một không. Không ai bất động sản họ sẽ bảo giống em hết á. Không ai mà xứng tùm lum tùm la hết. Đây này em cấm đâu hả? Để xuống nói chuyện với em mà. Ôi rồi. Rõ ràng. Bơi gối. Em có hành động không? Em rửa hành động. Đợi xíu xuống hỏi Hoàng. Hoàng đang mệt, Hoàng nằm xa lại chờ thuốc. Em lên có thể an ủi Hoàng được không? Thôi để em lên tắm ra thấy mày mình thở lại, em tưởng là mày mình được mới xài được rồi. Mới xài. Xài em á. Không ai để làm cái gì. Gì ta làm giang nướng hả? Sướng vậy? Không bảo đi không mình. Ủa cái cây quá trời, em chơi với cái cây đó, anh nó thấy không? Cái cây ra hay là anh hẹp dâu? Anh hẹp dâu lòng nè, lông nè. Ủa, lông lưới nữa. Anh có thể nói chi tiết hơn là món dâu. Mọi người vừa xong rẻ đất cho nó nhanh được. Năm nước gì chị? Bằng đây dễ như ta thế anh về dễ như em cất chỗ lại. À, em nghĩ cái trà nốt của chị không có mua xin lỗi vợ chồng không dám muốn nữa. Có cái dao hay ồ dao hơi lửa qua mà để lâu rồi cỡ đầu. Ủa ba có cái dao hai lưỡi không em? Ủa người ta làm dễ dòm hay làm miếng tàu? Tàu nhưng mà có cũng tàu. Miếng dùm cái gì? Một xíu hơi đắp vừa vừa lên. Nấu một cái nồi khổng lồ.
Bé này. Nghe chưa? Sáng. Sáng rồi đó. Người ta không à. Đường máy không? Không biết cái này bự đâu, mình phải bỏ ra hả? Không biết nữa. Để ông bỏ. Tôi thích nhiều khi người ta ăn cái đọt đó hay cái gì á. Cái này cũng đọt. Cái này nhỏ còn bắn. Anh lẩu, anh có ăn cái đọt lan này không? Anh ăn đọt lan. Tôi có thể bỏ vô đây anh nha. Anh ăn cái gì cũng được nè. Anh em không? Ê. Anh Long từ trên bỏ hồi đủ cái lâu rồi nó thẻo. Bỏ một chỗ mà giá tải tâm lắm nè. Giá ra. Không, giá ra không? Giờ. Em gì mà ngủ quá ta. Cái này đọc là gì? Hạ Phương Thạch. Hạ Phương Thạch Lon. Hạ Thái Lan. Hạ Lon Thái Lan. Trên này trước. Đi dưới hay đi mà không chưa. Dưới đây là chữ Thái nè. Thì tôi dám nè. Chữ này là gì? Đó, phải có lăn nôn cái đó. Ôi trời ơi, nói chim đi, nói chim nè. Nó mèo á. Thật là khó mà, thật là thật. Con là... Nó không có cái vẻ gửi. Để không mà giao đi chứ bộ là đi sách. Để sách cái gì mai là chứ. Mát sẽ tự hào lắm sau khi xem chương trình này. Mấy con mình nhâm nhan quá thôi. Trông cái gì vậy? Hành như thế này đeo tay cắt. Phải nói, thì phải chỉ. Tại sao lại...